thưa quý vị cuộc sống vợ chồng là hạnh phúc cả đời nhưng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh câu chuyện mà người đàn ông đã chia sẻ đầy cay đắng trái ngang giữa hai vợ chồng và giờ đây tôi kính mời quý vị các bạn lắng nghe chi tiết tình cảnh xót xa cay đắng của cặp đôi vợ chồng này nhà cửa rất là yên ắng đêm đã khuya chắc hẳn vợ tôi và con gái đang ngủ say tôi vào phòng riêng của con gái trước thì không thấy con bé đâu cả nghĩ rằng hôm nay tôi đi vắng nên con bé mẹ nheo đòi sang ngủ với mẹ tôi liền sang phòng ngủ chính tìm vợ con không có nỗi đau nào giống nỗi đau này mọi người ạ à. tôi phẫn nộ tột cùng trước sự táo trở của hai kẻ ấy Nhưng không thể biết phải làm như thế nào Đã là đàn ông Thì ai cũng có những giây phút ngoài vợ Đúng không mọi người Đó là bản năng của đàn ông rồi Chỉ cần chúng tôi vẫn làm tròn trách nhiệm với gia đình Không ruộng dậy Bỏ bê vợ con là được Cách đây mấy tháng Tôi có quen một cô nàng trẻ tuổi Nóng bỏng Lấy vợ đã 6 năm thú thực chuyện ấy giữa vợ chồng tôi cũng trở nên nhạt nhẽo vì đã không còn nhiều mới mẻ với nhau nhưng tôi chưa bao giờ đối xử tệ bạc với vợ kể cả lúc tôi đang có người tình bên ngoài đi chăng nữa thấy vợ vẫn không hay biết gì về chuyện cặp bồ của mình tôi lấy làm yên tâm một dạo nữa sau khi đã chán cô bộ, cho cô ta ít tiền rồi chia tay thế là ổn thỏa Thế nhưng đêm qua Khoảng 2 giờ đêm Thì tôi trở về nhà từ chỗ của cô nhân tỉnh Tôi đã báo với vợ rằng Đi nhậu say rồi ngủ lại ở nhà một người anh em Với những cô vợ khác Lý do ấy sẽ khó được chấp nhận Nhưng vợ tôi vừa ngây thơ Lại vô cùng tin tưởng chồng Cô ấy chẳng bao giờ kiểm tra chuyện tôi ngủ ở đâu cả Xong sau khi đã mệt nhoài với cô nhân tỉnh Nằm cạnh cô nàng tôi lại mãi không ngủ được Tự dưng nhớ đến vợ con Vì thế tôi quyết định về nhà lúc giữa đêm Nhà cửa rất ên ắng Đêm đã khuya chắc hẳn vợ tôi và con gái đã ngủ say Tôi vào phòng riêng của con gái trước Thì không thấy con bé đâu cả Nghĩ rằng hôm nay tôi đi vắng Nên con bé mẹ nheo đòi sang ngủ với mẹ Tôi liền sang phòng ngủ chính tìm vợ con trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ tôi thấy vợ nằm trên giường xõa tung mái tóc dài nhưng bên cạnh cô ấy thì chiếc chăn phồng lên một đống rất là to rõ ràng không thể là con gái nhỏ tôi nằm cạnh với vợ được tôi bật điện sáng trưng rồi lao đến giật phát chiếc chăn ra cảnh tượng dưới chăn khiến tôi điêu đứng bàng hoàng dưới chăn nằm bên cạnh vợ tôi là một gã đàn ông hai người ấy đều trần tuồng không mảnh vải che thân đủ biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì kinh hoàng hơn nữa khi tôi nhìn rõ mặt mũi gã đàn ông kia thì nhận ra đó chính là thành người bạn thân của mình tôi điên loạn gào thét muốn lao vào đánh thành vì dám trèo lên giường của tôi ăn ngủ với vợ tôi nhưng vợ đã lao vào can ngăn khiến tôi càng căm hận hơn nữa Trước cơn cuồng nộ như thú dữ của tôi Vợ tôi chỉ cười khẩy Anh vừa đi đâu về Chắc hẳn anh rõ nhất đúng không Anh ăn trả Mà không cho người khác ăn nèm ạ à? Tôi biết thừa anh có người tình bên ngoài rồi Nhưng tôi không buồn nói ra mà thôi Nhưng nếu cứ ôm nỗi ấm ức ấy Thì tôi sẽ phát điên lên mất Vì thế Tôi cũng phải ngoại tình giống anh để cân bằng cảm xúc trong lòng mình Nam nữ bình đẳng rồi mà nhỉ Anh cứ đi ngoại tình việc của anh đi Tôi cũng sẽ vui vẻ người đàn ông khác Chúng ta vẫn có thể là vợ chồng chung sống dưới một mái nhà Tôi đỡ đẫn nhìn vợ không thể tin nổi Một người vợ ngoan hiền Chăm chỉ mà tôi rất tin tưởng, yêu thương Hóa ra lại có thể cư xử một cách lăng loạn lỗ bịch đến mức này Đàn ông có thể tăng hoa một chút Chứ đàn bà sao có thể so bì tị nạnh với đàn ông trong khía cạnh ấy Tôi chất phấn thành Tại sao lại làm như vậy Anh ta nói rằng Vì vợ tôi cứ quyến rũ mời mọc anh ta Tôi cũng ngoại tình thì biết rồi Đàn bà bên ngoài bao giờ cũng mới lạ Và hấp dẫn hơn vợ mình ở nhà rất là nhiều Tôi nghẹn họng không nói được câu nào. Thành nói không hề sai, nhưng vấn đề là tôi với anh ta lại chơi thân với nhau. Cuộc đời thật sự trái ngang và chua xót quá. Vợ tôi bảo nếu không muốn ly hôn thì một là tôi chia tay người tình, cô ấy cũng chấm dứt với Thành, hai người quay về làm lại từ đầu. Còn nếu tôi vẫn muốn có quan hệ ngoài luồng bên ngoài thì cô ấy cũng sẽ làm điều tương tự và tôi phải chấp nhận. Nếu không Thì viết đơn đi cô ấy ký ngay Tôi nên làm thế nào đây Tôi không muốn bỏ vợ Nhưng thật sự khó để bỏ qua được chuyện ăn nằm Với gã đàn ông khác của cô ấy Xã hội bây giờ Đảo điên hết cả rồi Vâng Thưa quý vị Đúng là một câu chuyện Vô cùng trái ngang Mà người đàn ông đã chia sẻ lại tình cảnh như thế này mong rằng quý vị đưa ra những lời nhận xét. Và tiếp theo, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện thứ hai. Vừa được cưới về, tôi không dám vào phòng tân hôn vì lời của mẹ chồng. Tôi đã có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Tôi và chồng cũ đến với nhau hoàn toàn là vì yêu và tự do lựa chọn chồng cũ của tôi là người rất lãng mạn ở một giai đoạn nào đó tôi thừa nhận rằng anh ấy thực sự yêu tôi và có thể làm bất cứ điều gì cho tôi chua chát ở chỗ là anh ấy có thể đối xử ngọt ngào với tôi thì cũng ngọt ngào được với những người phụ nữ khác chồng cũ của tôi giống như một gã ngựa hoang mãi miết đi gieo giống vậy sau khi chúng tôi kết hôn hạt giống của anh ấy nở rộ khắp nơi anh ấy có tận hai đứa con rơi mỗi đứa con lại do một người phụ nữ khác ở một thành phố khác sinh cho anh ấy chưa kể vô số người tình khác nữa lúc đó tôi yêu rất nhiều khi biết chồng ngoại tình tôi đã từng ảo tưởng đó chỉ là sự sao nhãng nhất thời của anh những tưởng tôi sẽ tha thứ cho anh ấy và sự rộng lượng của tôi sẽ khiến anh ấy thay đổi nhưng hóa ra cách đối xử đó không ứng được với người đàn ông này anh ấy trăng hoa có hệ thống trong cuộc hôn nhân đầu tiên tôi hoàn toàn bị tổn thương và cuối cùng tôi lựa chọn ra đi tôi từng nghĩ rằng sau này mình chỉ nên sống độc thân nhưng dù sao tôi vẫn còn trẻ tôi muốn độc thân nhưng bố mẹ tôi không cho phép Vì tôi mà bố mẹ cũng tan nát cõi lòng Tôi không thể chịu được khi thấy bố mẹ lo lắng cho tôi Lúc đầu hoàn toàn là vì bố mẹ mà tôi đi xem mắt Nhưng không ngờ Cuối cùng tôi lại gặp được chồng của mình Khoảng khắc nhìn thấy chồng Tôi biết anh ấy là định mệnh của mình Chồng tôi đẹp trai và có nụ cười đặc biệt quyến rũ anh ấy nhà giàu lại còn trẻ sự nghiệp thì thành công đã vậy anh ấy còn là trai tân chưa từng kết hôn thực lòng mà nói mọi điều kiện của anh ấy đều quá xuất sắc trong thâm tâm của tôi không nghĩ mình xứng với anh ấy chút nào tôi không thể ngờ rằng anh ấy tỏ tình trước giữa ba cô gái anh ấy lại chọn tôi chúng tôi đã yêu nhau sau hơn hai tháng quen nhau anh ấy cầu hôn cuộc hôn nhân chớp nhoáng hạnh phúc đến quá đột ngột khiến tôi mất cảnh giác tôi tìm được người chồng là ước mơ của bao người ai cũng ghen tị vì may mắn của tôi hóa ra thậm chí có người còn nói rằng lần ly hôn đầu tiên của tôi là đúng đêm tân hôn khi mọi người trong nhà ai đã về phòng nấy tôi đi vệ sinh trước khi vào ngủ thì nghe thấy tiếng mẹ chồng thậm thụt với chồng tôi ngoài hành lang con ơi uống thuốc này đi đêm bệnh lại tái phát chồng tôi phải uống thuốc có chuyện gì không hóa ra anh ấy bị động kinh không hiểu sao cuộc đời tôi lại khốn khổ như vậy tôi cứ nghĩ mình đã tìm được chân ái không ngờ chồng tôi lại có vấn đề về thần kinh khi nghĩ rằng chồng có thể lên cơn bất cứ lúc nào tôi thật sự sợ hãi Tôi không dám quay lại phòng ngủ trong đêm tân hôn Tôi rất lo sợ Ngay cả khi tôi thích người đàn ông này Tôi vẫn chưa sẵn sàng chịu đựng bệnh tật của anh ấy Tôi biết phải làm sao bây giờ Ở đời Đúng là miếng ngon thì làm gì mà đến lượt mình cơ chứ Vâng Hai câu chuyện đến đây là kết thúc Mong rằng quý vị lắng nghe Đưa ra những lời bình luận và chia sẻ Tôi rất chân thành cảm ơn Đến đây tôi xin chào